chọn, bắt đầu. Hai anh chị một người thôi, chia đôi ra. Từ từ để em xem thêm một cái điều nữa. Bây giờ bọn em mà ngại bọn anh sang đấy vì chia nhiều tiền đúng không? Bây giờ trích cho anh một chút ở bên đấy anh sẽ không sang nữa, là bọn em sẽ được nhiều hơn. Anh hãy ngồi bên này. Và như vậy là Bi Trần chọn là ảo thuật. Jibu. Anh nhớ những gì anh nói với em đi nhá. Jibu qua đây phải không? Rồi, qua đây. Như vậy là đồng đều 50-50. Mời tất cả đứng dậy. Lâu quá. Và bây giờ ai đúng ai sai, mời tất cả chuẩn bị. Chắc chắn một bên đúng và một bên sai. Và số người hiện tại đang đều nhau. Kết quả của chương trình cho màn vừa rồi chính là... Kết quả sẽ có trong vài phút vậy là. Dạ, chào mừng quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Ô hay gì thế này. Kết quả đã có. Ba. Cái chương trình này rất hại não dành cho một người trẻ thơ như em. Cái lúc đầu em nghĩ là ở bên trong đó nó sẽ có một cái ngọn gió, nó làm nổi cái bong bóng, rồi xong nó làm tắt đèn cầy. Nhưng mà em không thể giải thích được cái hiện tượng mà khói lạnh nó lại lơ lửng ở trên. Tại vì khi mà gió vô thì nó sẽ bị tỏa ra. Hai. Và màn vừa rồi là khi hồi nãy mình thấy mà cái làn khí nó bay lơ lửng trong cái hộp ấy đó, lúc đó được đậy kín thì khi mà nó không còn không khí nữa thì anh nghĩ rằng có thể là cái khí đó nó sẽ bay lên, nó lơ lửng ở đó. Cái đó có thể là khoa học. Nhưng mà còn cái đá bong bóng thì anh nghĩ là ảo thuật. Nhưng mà khi mà làm thổi tắt cái ngọn nến á thì em thấy là tay anh ấy lúc nào cũng một tay là chả vờ đổ xô, còn một tay thì như thế này. Thì em nghĩ là cái ống ở đây, trong cái tay đó là tay bên tay phải. Tay bên tay phải. Tay đó đó. Là anh như thế này là chắc để cho cái vòi đấy nó phụt ra. Thật sự không biết là có thật hay không, nhưng mà nãy giờ toàn là những trò ảo thuật thôi. Màn vừa rồi là sao Giang? Thôi băng quá té chứ sao. Nãy chị nói linh cảm chị đúng lắm mà. Hồi nãy chị té giật lại mà vẫn đi. Thì bởi vậy ai biểu. Hồi nãy khi Trường Giang nói là chị ơi có thể chị sai, chị dõng dạc tuyên bố mời xếp lại. Từ lúc đầu tới giờ chương trình nha, chị đoán và cái suy nghĩ của chị rất là hơi chính xác. Cảm ơn chị nói rằng chị không bao giờ sai. Nhưng chị đã sai. Vừa rồi là khoa học. Và khoa học nằm ở chỗ nào? Chúng ta sẽ cùng bật mí. Mời đại diện của ban cố vấn khoa học chương trình Ô hay gì thế này. Chào anh. Lại gặp. Chào lại anh Trường Giang. Dạ. Anh giải thích giùm em đi. Rắc rối quá. Kính thưa quý vị, thì ở đây cái mấu chốt của cái vấn đề này nó nằm ở một cái loại khí mà chúng ta có cái tên nghe nó hơi rối rắm chút xíu. Chúng ta gọi nó là sulfur hexane fluoride. Cái này được viết một cái cách ngắn gọn là SF6. Thì cái loại khí này nó có một cái đặc tính, đó là nó nặng. Thì để chứng minh cho cái việc là nó nặng như thế nào thì trên tay mình có cầm một cái quả bóng. Tự nhiên là mình sẽ cần phải hỗ trợ thêm một cái quả bóng nữa. Mời anh Trường Giang, nhưng mà thôi, để mời Thúy Ngân đi. Chắc là nó hiệu quả hơn. Mời Thúy Ngân thổi nó lên chút xíu giùm mình. Wow. Được rồi em, được rồi. Dạ, ôi, em, con bé. Vậy rồi. Rồi, bây giờ giao cho Ngân luôn cái này. Giờ mời Ngân hãy tung hai quả bóng lên cho mọi người xem sự khác biệt. Rõ ràng chúng ta thấy cái quả bóng ở trước mặt của mình ở đây nó rớt xuống rất là nhanh.
cái quả bóng này bên trong đã được bơm một cái lượng khí SF6 nhưng mà như là mình vừa mới đề cập, nó rất là nặng. Tại sao nó lại nặng? Nó có cái tỷ trọng gấp 5 lần không khí bình thường, và so với những cái khí khác khi nó ra ngoài môi trường nó sẽ bốc hơi, nó bay lên ngay. Nhưng SF6 này nó nặng, cho nên trước khi nó kịp bốc hơi và tản mát đi mất, nó sẽ tồn tại thành một cái dạng giống như là một cái khoảng không gian nho nhỏ khi mà mình đổ ra. Thì cái SF6 này nó khá là đặc và nó nặng, nên khi mà mình đổ ra nó sẽ hoạt động gần giống như nước, nó tràn xuống phía dưới và nó đẩy cái vùng oxy đang tồn tại ở ngay tâm của cái ngọn nến này đi, làm cho nó mất cái nguồn cấp oxy. Thì ở đây cái SF6 này nó còn có thêm một cái bí mật nữa mà mình đã lỡ trong nguyên cái trường quay này, mình chỉ có tiết lộ một mình cho anh Trường Giang biết thôi. Thì chút xíu nữa anh Trường Giang có thể sẽ bật mí với mọi người hay không thì chắc là tùy sở thích của ảnh. Nhớ rồi. Một lần nữa cảm ơn đại diện ban cố vấn đã giúp ích cho chúng ta rất là nhiều. Cảm ơn rất là nhiều. Hồi nãy là Chi Bu hay, Chi Bu khẳng định liền là có một loại khí gì đó. Nhưng mà làm sao có loại khí gì mà nặng như thế? Hoặc là hồi nãy Chi Bu nói á, ngày hôm nay chị Lê Giang từ đầu tới cuối xuất sắc, đến phần cuối do sơ suất thôi chứ phải là không biết. Sơ suất với lại không phải đâu, tại vì chị đầu tiên là chị vô chị định ngồi chung với Harry với lại là Ninh Dương Lan Ngọc rồi, mà chương trình bắt chị ngồi riêng, chứ vòng cuối cùng chị muốn qua đây chị ngồi chung với hai đứa, chứ chị thật sự là cái chỗ chị ở đúng á. Bây giờ mời chị lại đây, có thể hát câu giùm cổ ngắn để giải tỏa không khí. Ngắn thôi. Xin mời quý vị khán giả thưởng thức một câu giọng cổ gửi đến các bạn được mang tên Lan và Điệp. Lan ơi em đừng cắt đứt dây chuông, đừng lạnh lùng kiếp công. Điệp tìm đến đây với nỗi nhớ thương, với lòng hối hận, dù mối tình xưa Điệp không giống phụ tình chi em đài đóa cuộc đời. Phơi phơi tuổi xuân đời còn nhiều quá mong, sao qua cao nâu sòng cho uổng phí một đời xuân. Hết. Đó là Dây Lan hả? Dây Lan. Bây giờ là Dây Điệp. Trước khi Dây Điệp là biến thành đàn ông. Cái thuốc này hay lắm. Trời ơi, uống khí. Em ơi gì đó hằng em ơi. Bưng cái đó ra đi Giang, bưng cái lu ra đi. Em ơi. Nè đi gần thử kẹ, em ơi mời lên chút. Đó đó bị đó. Lại coi. Hết giờ nuốt. Thì anh cứ đi đi nha. Thì em cứ đi đi. Em ơi anh đừng ngắm đi. Thì em cứ đi đi. Thì em cứ đi đi. Trời ơi gì lạ vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nè. Dạ. À, chồng ơi, em yêu chồng nhiều lắm. Chồng ơi, em yêu chồng nhiều lắm. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Em yêu tất cả mọi người. Em yêu tất cả mọi người. Thầy Hồng của em kỳ quá vậy. Rồi, à, em khỏe không? Dạ khỏe, em hết rồi. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Anh ơi, cho ba em thử rồi. Từ hôm nay em sẽ cho con, từ hôm nay em sẽ cho con chờ, từ hôm nay em sẽ cho con chờ, nhưng mà vì sao mà em sẽ luôn luôn chờ, em sẽ luôn luôn chờ, thôi, vui thế nào? Thì thôi em đừng cắt đứt dây chuông, đừng lạnh lùng kiếp công. Đến đây với nỗi nhớ thương, với lòng hối hận, dù mối tình xưa đẹp không giống phụ bao giờ. Điệp ơi, vậy là anh đã quên rồi đâu Điệp. Trời ơi, kỳ quá. Trời ơi, trời. Chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình. Đang đến với chương trình. Hay gì thế này? Ô hay gì thế này? Alo, alo, 1, 2, 4. Nó gần về đó, nó gần về lại đó. Alo, 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 alo. Ngày hôm nay chơi rất là vui và mọi người đều có tiền thưởng mang về. Sau đây là số tiền thưởng mọi người đều nhận được. Xin mời lên đây nhận tiền thưởng.